Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết đang chuyển mùa thu, nắng gắt ban ngày, lạnh về sáng và đêm, kết hợp với độ ẩm giảm dần, không khí khô hanh. Thời tiết mùa thu được coi là dễ chịu nhất trong năm, nhưng do nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch nhau nhiều, nên đây cũng là mùa dễ mắc các bệnh khác. Dưới đây là những bệnh bạn nên chú ý trong mùa thu. Bệnh tim mạch trong những ngày chuyển mùa sang thu, số trường hợp bị nhiều máu cơ tim gia tăng, kể cả nguy cơ đột quỵ cũng tăng. Đó là do khi thay đổi thời tiết đột ngột, cơ thể cũng phải thay đổi để thích ứng với thời tiết, từ đó có thể làm quá tải hệ thống tim mạch. Ngay cả những người khỏe mạnh cũng nên phòng chứng bệnh tăng huyết áp, khó thở, tim đập nhanh do sự thay đổi nhiệt độ dễ gây ra những cơn co thắt nhiều ở mạch máu. Để phòng ngừa bệnh tim mạch nên chú ý đến chế độ dinh dưỡng nhiều rau xanh, hoa quả và cá, hạn chế chất béo có hại, không hút thuốc và chăm chỉ thể dục. Nếu thấy có vấn đề về tim mạch hay huyết áp, cần chú ý theo dõi, đi khám bác sĩ để điều chỉnh hoạt động của tim mạch và huyết áp, ngăn ngừa bệnh không nên để đến khi bị bệnh trầm trọng mới điều trị. Sốt Sốt hay gặp trong thời điểm sau mùa là sốt do virus, biểu hiện dưới các dạng như sốt phát ban, cúm, nền nhiệt độ từ 38,5 độ trở lên. Đối tượng dễ mắc bệnh là người già và trẻ em do sức đề kháng yếu, triệu chứng thường gặp và dễ nhận biết khi mắc sốt do virus là sốt, hắt hơi liên tục, chảy nước mắt, nước mũi, đỏ mắt, đau nhức cơ, khớp, đau đầu. Nếu ở thời nhẹ, người bệnh có thể sốt từ 3 đến 5 ngày, sau đó tự khỏi ở thể nặng hơn, người bệnh sốt ly bì 5 đến 7 ngày và dễ gặp các biến chứng viêm long đường hô hấp cấp trên, viêm phổi. Sốt virus lây truyền nhanh qua đường hô hấp, ho, hắt hơi, nhất là trong môi trường tập thể. Trường học, công sở, nơi công cộng để phòng tránh sốt virus cần giữ vệ sinh cá nhân tốt, thường xuyên vệ sinh răng miệng bằng nước muối hoặc nước súc miệng Pro. Do thời tiết nóng lạnh thất thường, độ ẩm không khí cao nên phải giữ ấm cơ thể, nhất là vùng cổ và ngực, đặc biệt là vào lúc sáng sớm và buổi chiều tối hay khi đi ngủ. Nhóm bệnh đường hô hấp, viêm đường hô hấp trên, viêm họng, VA, abidan, cấp tính và mãn tính. Khi viêm hô hấp cấp tính cây, sốt kèm theo ho, hát hơi, chảy nước mũi, nghẹt mũi, thay đổi giọng, niêm mạc họng đỏ trẻ em nôn nhiều quấy khóc, nếu không kịp thời chữa trị dứt điểm sẽ diễn tiến thành viêm phế quản, viêm phổi và chuyển thành mãn tính, viêm đường hô hấp dưới. Viêm phế quản là bệnh rất nhạy cảm, khó thích ứng với biến đổi thất thường của khí hậu, trẻ em càng dễ mắc bệnh gây khó thở, khó khè, ho nhiều về đêm và sáng có đờm. Nên sớm đến bác sĩ để được dùng thuốc thích hợp vì bệnh khó khỏi hẳn, dễ tái phát. đau nhức xương khớp Đau nhức xương khớp là bệnh điển hình vào mùa thu. Nó không chỉ xảy ra đối với người cao tuổi, hiện nay phụ nữ sau tuổi 35 đều có thể bị bệnh khớp. Để hạn chế đau nhức xương khớp trong mùa thu, người cao tuổi nên chú ý ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, tăng cường sức đề kháng của cơ thể, giữ ấm cơ thể khi trời lạnh thất thường, điều chỉnh mức độ tập luyện phù hợp, thể trạng của từng người. bệnh dị ứng, sau mùa thời tiết khô hanh xuất hiện nhiều dị nguyên trong môi trường như phấn hoa, bụi bông, lông xúc vật, khói là những tác nhân gây các chứng dị ứng như viêm da dị ứng, mề đay, viêm kết mạc, hen phế quản, để phòng bệnh cần tránh tiếp xúc với những chất gây dị ứng, giữ vệ sinh cơ thể, nhất là đường mũi họng và môi trường sống sạch sẽ, tinh thần thoải mái để hạn chế mắc bệnh. <laughs> Vấn đề về tiêu hóa vào mùa thu, sức đề kháng của cơ thể giảm nên khó chống lại ảnh hưởng của các vi khuẩn gây bệnh, do đó hệ tiêu hóa càng bị ảnh hưởng nặng nề. Nguy cơ, loét dạ dày tái tràng tăng, các chứng bệnh như đầy hơi, chậm tiêu, hội chứng ruột kích thích cũng luôn gây khó chịu cho mọi người. Để giảm nguy cơ mắc các chứng bệnh về tiêu hóa, nên có chế độ ăn uống khoa học đúng giờ không bỏ bữa, không hút thuốc, nên loại bỏ khoai tây chiên và thịt băm viên, chả cá, cũng như các thức ăn hun khói, thức ăn quá cay, quá béo, trà và cà phê đặc, sô cô la và tuyệt đối kiêng rượu, nên ăn các loại thịt nạc và cá để cung cấp chất đạm cho cơ thể. Quý vị và các bạn thân mến, cẩn trọng với bệnh cúm sẽ là chủ đề trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.